Năm 937, Kiều Công Tiến giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết độ sứ. Lúc này Ngô Quyền đem quân ra Bắc để tiêu diệt tên phản đồ Kiều Công Tiến. Kiều Công Tiến vô cùng hoảng sợ, cho người sang cầu cứu vua Nam Hán. Nhân cơ đó, vua Nam Hán cho quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Vua Nam Hán cử con trai là Lưu Hoàng Tháo chỉ huy 2 vạn thủy quân tinh nhuệ tiến vào xâm lược nước ta lần hai. Lúc này ở trong nước, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân ta hạ thành Đại La và chuẩn bị kế sách để tiêu diệt quân Nam Hán. Ngô Quyền cho nhân dân ta lên rừng, chặt những cây gỗ to đầu vuốt nhọn và bịt sắt đóng xuống lòng sông, hai bên bờ sông cho quân mai phục ở hai bên bờ chuẩn bị đón.